Hello, chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mờ khuôn mặt nhé. Làm mờ khuôn mặt phần mềm Filmora 10, 10.2. Hôm nay tự nhiên xem cái clip mới của cậu Daniel Batan ấy. Cậu ấy trình bày một cái về làm mờ khuôn mặt mà mình không biết. Chưa ra làm nhiều lắm rồi tự nhiên có một cái mình không biết. Thôi mà thôi kệ, mình hướng dẫn lại các bạn để cho các bạn sẽ làm cho nó đúng ấy. Chứ mấy cái clip trước mình cũng làm rồi thì các bạn làm theo cách đấy thì nó lại hơi hơi sai sai một tí. Hôm nay vừa đi đá bóng này, hôm nay thứ tư mà vừa đi bóng về ghi ba bàn siêu phẩm luôn. Có cậu em cậu quay đấy, hôm sau mình sẽ cắt clip mình sẽ post lên Facebook cho các bạn xem mình đá bóng hay thế nào. Ok, đây nhé, làm mờ khuôn mặt thì bạn bạn có thể áp dụng, bạn làm mờ cái gì cũng được nhé. Đây, clip mà mình nói liên thuyền, clip mà ví dụ đây. Cái này làm ví dụ hôm trước rồi, định làm nhưng mà bây giờ còn chưa làm được. Thôi kệ, keep project setting nhé. Xong rồi bây giờ mình sẽ tắt tiếng đi, tắt tiếng. Có như là cái mặt của mình đây, ở đây ví dụ mình muốn làm mờ khuôn mặt toàn bộ video luôn. Cả cái đoạn video này dài 26 phút mình đều muốn làm mờ hết. Đầu tiên mình sẽ kích hoạt cái tính năng motion tracking để check theo khuôn mặt của mình. Để làm việc đấy thì bạn kích vào đây này. Cái nút này gọi là nút motion tracking nhé. Là check theo chuyển động. Sau đấy bạn điều chỉnh cái điểm này, cái điểm tracking point này vào cái mũi ở cái mặt. Nói chung túm lại là vào cái mặt nhé. Mình quay video này ấy, thì mình quay video này bằng Canon và mình đã dùng cái tính năng là track theo khuôn mặt của mình, tức là lúc nào nó cũng nét ở khuôn mặt ấy. Còn nếu như mà cái mặt mà nó không được nét ấy, thì khi mà bạn track là nó sẽ lệch, thì lúc đấy bạn phải điều chỉnh. Nếu mà bạn muốn xem cái tính năng motion tracking thì bạn có xem ở đây mình sẽ đặt trên này. Ok, sau khi bạn điều chỉnh cái chỗ này vào đây ok rồi thì bạn nhấn nút này, nút màu xanh này, start tracking nhé. Kích vào, đợi một tí. Phần mềm nó bắt đầu nó chạy đây, 1%, 2%, 3% này. Mình sẽ đợi cùng các bạn luôn cho vui. Không, cái đoạn này tua đi thì các bạn lại không ấy. Đấy, các bạn nhìn này, đây nó check này, lại trên này nhá, trên này nó cứ check theo cái khuôn mặt của mình này. Cái đoạn nào mà nó bị lệch ra thì các bạn sẽ phải điều chỉnh bằng cái keyframe ở đây. Tức là nó điều chỉnh thì các bạn cứ chọn vào đấy rồi sau bạn chỉnh thôi, thì cái keyframe của phần mềm nó sẽ tự theo, không cần phải có gì ấy cả. Ok, đợi một tí, cái này clip này hơi lâu tại vì mình quay 30 fps. Tại quay 30 fps thì để mình đưa vào cái phần mềm hướng dẫn ấy. Đưa vào phần mềm hướng dẫn Camtasia thì nó 30 fps mà. Ok, đoạn thôi. Đang định làm cái meme nhưng mà chưa làm được. Nhiều việc quá. 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99. Ok. 100% rồi. Đấy, như vậy là nó check theo khuôn mặt tương đối ok. Hay từ đầu nhé. Rồi, bây giờ chả làm gì nữa. Bây giờ bạn sẽ để cái kim thời gian ở đầu nhé. Sau đấy bạn chọn cái clip. Chọn cái clip ở trên timeline. Xong rồi đi vào phần motion tracking này. Ở đây nó có cái menu sổ xuống này. Bạn chọn vào đây này. Trước thì nó không có cái nút này đâu. Hoặc là có mà mình không để ý, mình không hiểu là hay là mình không để ý. Đây là add a mosaic này. Mosaic nó là cái mờ ấy, các cái hiệu ứng mờ thì bạn kích vào đây. Đó, kích vào đây, sau đấy là bạn sẽ ra một cái tức là cái hiệu ứng mờ như này. Hiệu ứng mờ này nó chỉ là một cái video effect thôi mà. Effect này, đây ở trong phần effect nhé. Sau đấy bạn có thể chọn chọn loại đây. Filmora nó cho bạn 1 2 3 4 5 6 7 cái này. 7 loại khác nhau, bạn thích chọn cái nào thì chọn. Còn nếu như mà bạn thích cái của riêng bạn thì bạn có thể tạo ra. Ví dụ bạn mình chọn cái này nhé. Đây, mình chọn cái này là mờ khuôn mặt này, sau đấy có phần blur amount, tức là độ mờ ấy. Độ mờ bạn có thể chỉnh, nếu mà bạn muốn mờ tịt luôn thì bạn chỉnh lên 100. Thế còn bạn muốn nó kiểu vẫn nhìn thấy hơi hơi thấy rõ mặt một tí ấy, thì bạn chỉnh xuống một tí, nhưng mà thường thì sẽ để khoảng tầm 50. Tầm 50 là nó sẽ mờ chả nhìn gì nữa. Opacity là cái mà độ mờ, độ rõ của cái, tức là cái hiệu ứng mosaic này. Bạn có thể chỉnh này, bạn có thể chỉnh này, bạn nhìn này, đấy. Nó sẽ, tức là nó sẽ ít đi. Nhưng mà thôi cứ để opacity 100%. Tiếp theo các bạn sẽ chỉnh cái này, cái khung vuông này cho nó vào cái mặt nhé. Đó, chỉnh cho nó vào cái mặt cho nó rõ. Đấy, bạn muốn mờ như này. Như này thì nó sẽ mờ xung quanh cái mặt này. Đấy, chỉnh này. Ok, thế là xong rồi. Đây thử play cho các bạn xem nhé, xem nó có giật không nhé. Ngon luôn, tuyệt vời luôn.
Mờ như này sẽ không sợ cái mặt mình xuất hiện nữa. Trước thì cũng Filmora 9 thì có cái tính năng là mờ này, nhưng mà nó kiểu kiểu lúc được lúc không, lúc được lúc không ấy. Bây giờ nó rất nguy hiểm, tại vì mình làm mờ mặt trẻ em hoặc là mờ một cái nhân vật quan trọng nào đấy mà nó lại xuất hiện thì là hơi bị tù, rất là nguy hiểm. À, thế thì các bạn có thể làm ứng dụng cái hiệu ứng này để cho phần logo này, rồi là những cái biển số xe này, hoặc là trẻ em có xuất hiện ở trong video của bạn ấy, thì bạn có thể làm mờ được. Đó, đấy là làm nào để làm mờ video bằng Filmora 10. Filmora 10 bây giờ hiện tại đang là 10.2 nhé. Bản 10.2 này rất là hay. Nếu như mà bạn nào mà chưa chưa tải hoặc chưa nâng cấp lên ấy, thì các bạn có hoàn toàn có thể nâng cấp. Còn nếu mà bạn nào mà dùng Filmora 9 thì các bạn nên cập nhật lên bản 10. Bạn dùng bản crack thì bạn nên mua bản quyền. Mình sẽ hỗ trợ cái việc đấy. Các bạn xem dưới phần mô tả. Ok, hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm và không làm video nữa. Video này là video cuối cùng của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.